Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 24 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Mường Nhé cần tiếp tục ra soát, đánh giá những chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp, đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy để thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé hôm nay 24 tháng 10. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã đến kiểm tra thực tế, họp bàn đánh giá tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Mường Nhé, sáng nay đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé. Dự buổi làm việc có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé đã bám sát chủ trương của tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là kinh tế duy trì được tăng trưởng, các dự án trọng điểm của huyện được tập trung đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được cải thiện, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh triển khai, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới hiệu quả cao, các chính sách giảm nghèo tạo sinh kế cho người dân được triển khai thực hiện hiệu quả, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,4% trên năm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. 10 tháng năm 2024, huyện Mường Nhé mới chỉ đạt 50% kế hoạch vốn giao, giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới chưa đạt kế hoạch. Trên địa bàn huyện vẫn để xảy ra tình trạng phá rừng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 5, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Mường Nhé tiếp tục rà soát, đánh giá những chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp, đề ra giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Chủ động xây dựng phát triển cụm công nghiệp tại cửa khẩu Apa Chải, tập trung vào chế biến nông lâm sản, dịch vụ cửa khẩu quốc tế, trung chuyển hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, nhằm phát huy lợi thế về sản xuất nông lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và phát triển thương mại dịch vụ qua cửa khẩu Apa Chải. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với các sản phẩm OCOP. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, huyện Mường Nhé cần tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc tôn giáo, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, huyện Mường Nhé cần cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy để thực hiện hiệu quả. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trả lời, làm rõ một số kiến nghị đề xuất của huyện, tập trung vào một số nội dung quan trọng như mở rộng diện tích trồng cây quế, dổi, cao su và các loại cây công nghiệp ngắn ngày, xử lý sự cố cầu Nậm Nhé 2, công tác quy hoạch đô thị Mường Nhé, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Sáng nay, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã đến kiểm tra thực tế, họp bàn đánh giá tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm. Sau khi đi kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm, nghe đại diện các đơn vị chủ đầu tư báo cáo nhanh về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ các công trình dự án có nhiều chuyển biến tích cực cả về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Đến thời điểm này đã thực hiện giải phóng mặt bằng được trên 80% so với diện tích phải thu hồi của các dự án. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu của tỉnh. Cụ thể, đối với các gói thầu số 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 thuộc dự án đường động lực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.
gói thầu số 8 công tác giải phóng mặt bằng còn có vướng mắc và tổ chức thi công còn chậm. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên mới ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 90 phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư với tổng diện tích thu hồi là gần 360.000 m2, đạt trên 90% kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với các gói thầu số 3, 5, 6, 8, 10, các đơn vị địa phương phải tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số hộ trên tuyến. Nhiệm vụ này phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với gói thầu số 3, 5, 6, 8 và 10, các đơn vị địa phương phải tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số hộ trên tuyến. Nhiệm vụ này phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10 để nhà thầu hoàn thành thi công khối lượng còn lại vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Với gói thầu số 9, cần rà soát lại các vị trí cắm cọc tiêu có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đồng thời tập trung hoàn thiện phần khối lượng thảm mặt đường còn lại. Đối với khu tái định cư trung tâm chính trị hành chính tỉnh, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, chỉ còn 2 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chấp hành. Trong trường hợp các hộ không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Đối với dự án chỉnh trang đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư, tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và phải hoàn thành vào ngày 30 tháng 11 tới. Đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh, chủ đầu tư phải tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện khối lượng được giao, đảm bảo giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho dự án này trong năm 2024. Thưa quý vị, chiều nay 24 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và dự thảo luật dữ liệu. Tham gia phát biểu ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị quy định bảo hiểm y tế chi trả khi sử dụng chế phẩm dinh dưỡng điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nặng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhằm thể chế chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về chăm sóc bảo vệ trẻ em, trong đó có vấn đề về chăm sóc dinh dưỡng và can thiệp giảm thiểu tử vong trẻ em dưới 5 tuổi. Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Quang Thị Nguyệt cho biết, luật bảo hiểm y tế hiện hành quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đánh giá sự hợp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, y tế cho người bệnh, trong khi đây là chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, hội đồng chuyên môn của ngành y tế. Phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo luật dữ liệu, đại biểu Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cần làm rõ phạm vi dữ liệu, nhất là dữ liệu liên quan đến cá nhân là công dân, được thu thập, xử lý, chia sẻ, khai thác quy định trong luật này nhằm hạn chế việc thu thập dữ liệu dàn trải thiếu tập trung, giảm hiệu quả của dự án hoặc làm khó cho các lĩnh vực quản lý xã hội và các ngành kinh tế khác. Tại phiên thảo luận tổ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đánh giá, cơ sở dữ liệu quốc gia hiện nay thiếu sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương, dữ liệu bị phân tán không đồng bộ, trùng lặp, thiếu chính xác, chưa có tiêu chuẩn chung cho việc thu thập, lưu trữ, bảo mật dữ liệu. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng việc thiết lập sàn giao dịch dữ liệu là cần thiết để có thể đưa dữ liệu thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tránh việc độc quyền dữ liệu, cần xây dựng cơ chế định giá dữ liệu minh bạch, công bằng, công khai và dựa trên yếu tố giá trị thông tin, tính độc đáo, mức độ hữu ích của dữ liệu. Chiều ngày 24 tháng 10, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại gần 20 điểm cầu về sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2024. 3 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đề án 1371. Theo đó, các đơn vị đã phát hành trên 270.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật, trang bị gần 500 thiết bị và căng treo hơn 7.000 băng rôn, pano khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đồng thời phối hợp trợ giúp pháp lý cho gần 1 triệu lượt người dân các tỉnh trên địa bàn quân khu, góp phần phòng ngừa từ sớm từ xa các vụ việc vi phạm pháp luật, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật ngay từ cơ sở. Hôm nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên phủ đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cho thấy từ năm 2022 đến nay, thành phố đã thực hiện cân đối từ ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch với kinh phí thực hiện trên 150 tỷ đồng. Một số sản phẩm du lịch đặc trưng đã hình thành. Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2024, thành phố đón trên 1.800.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.500 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao đổi làm rõ, đồng thời thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Ngày 24 tháng 10, đoàn kiểm tra đề án 06 của tỉnh đã làm việc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án 06 tại huyện Nậm Pồ. Theo kết quả kiểm tra trong 9 tháng đầu năm 2024, công tác thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành và chi trả chính sách không dùng tiền mặt được Ban chỉ đạo đề án 06 huyện Nậm Pồ thực hiện nghiêm túc. Đến nay đã hoàn thành 100% tiêu chí làm sạch dữ liệu dân cư, cập nhật bổ sung dữ liệu các tổ chức hội đoàn thể hoàn thành 100%. Tính đến ngày 10 tháng 10, toàn huyện đã thu nhận gần 25.000 hồ sơ căn cước, thu nhận hơn 3.600 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt hơn 7.300 tài khoản định danh điện tử. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 tại huyện Tùa Chùa, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ cơ sở năm 2024 cho gần 200 đại biểu. Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt một số vấn đề liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, một số vấn đề về công tác dân vận trong tình hình hiện nay và những nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận và thực hiện hòa giải ở cơ sở, quy chế dân chủ cơ sở. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thương mại điện tử đã và đang trở thành phương thức kinh doanh tiêu dùng phổ biến của nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nắm bắt xu thế đó, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản tại Điện Biên đã chú trọng phát triển thương mại điện tử, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản trên thị trường. Phân phối và kinh doanh gần 1.000 mặt hàng nông sản của địa phương, cửa hàng bán thực phẩm đặc sản qua Tây Bắc tại thành phố Điện Biên Phủ từ lâu đã tiếp cận với thương mại điện tử để quảng bá và kinh doanh sản phẩm nông sản. Hiện cửa hàng đã xây dựng được kênh website riêng với hàng trăm lượt truy cập mỗi ngày. Mình đăng những mặt hàng mà hiện tại là đang có tại cửa hàng để mình đăng lên, đăng rõ từ ngày sản xuất này, rồi đến thành phần, công dụng, rồi đến cách sử dụng. Những mặt hàng lên thì cũng được nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là đặt hàng của mọi người. Đối với hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh nông sản Điện Biên, việc tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử hiện đang chiếm hơn 70% doanh số bán hàng. Nhờ đó, các sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao của hợp tác xã như bún gạo lứt đỏ, phở lứt ăn liền, bún, phở gạo lứt thông thường đã được quảng bá và có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố. Để tiếp cận được với khách hàng và người tiêu dùng, thì cái kênh bán hàng chính của chúng tôi là thông qua các cái kênh bán hàng, các cái sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng Facebook, TikTok, rồi là Zalo. Sau đó thì tiếp cận một số các cái khách hàng bán sỉ, bán lẻ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Nhằm đưa các sản phẩm nông sản của địa phương vươn xa ra thị trường, thời gian qua các sở ngành đoàn thể tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án thương mại điện tử, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân xây dựng quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Hội nông dân tỉnh đã phối hợp với lại Bưu điện tỉnh là thực hiện cái thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, cụ thể là tiếp cận với lại cái sàn thương mại điện tử. Thì hội nông dân đã cung cấp rồi tìm hiểu rồi đưa cái thông tin của nông dân để Bưu điện tỉnh là có cái thông tin cơ sở để giúp cái hội viên nông dân là mở các cái tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Thông qua thương mại điện tử đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 đến 20% trên năm. Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo khuyến khích các hộ nông dân và doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực thương mại điện tử, phát triển nông nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, tiên phong trong lao động sản xuất bằng sự năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, ông Phạm Văn Dưỡng, thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đã thành công trong mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mô hình kinh tế tổng hợp này được hình thành từ đức tính cần cù chịu thương chịu khó của ông Phạm Văn Dưỡng, thôn Hoàng Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Trước đó, ông Dưỡng từng trải qua nhiều mô hình làm kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, mãi đến năm 2018, ông mới tìm cho mình hướng đi phù hợp với việc lựa chọn xây dựng mô hình nuôi cá thương phẩm và chăn nuôi lợn, gà, vịt. Thế từ đó nay gia đình cũng đã có thu nhập ổn định và cũng nâng cao được đời sống của gia đình cũng như là phục vụ cho các cháu con cái ăn học và để mọi công việc trong gia đình thì cũng có đồng vốn để thêm được để thuê cái nhân lực về làm thêm giúp cho gia đình. Hiện nay với diện tích trên 7.000 m2, ông Dưỡng đầu tư quy hoạch đào 3 ao cá, trong đó một ao chuyên nuôi cá giống như rô phi đơn tính, chấm chép và hai ao còn lại nuôi cá thịt. Cùng với đó ông còn chăn nuôi hàng trăm con vịt và hàng chục con lợn. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu hai lứa cá, lợn và vịt, riêng cá mỗi lứa khoảng 3 tấn. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lợi hàng trăm triệu đồng. Những năm qua là hội nông dân xã cũng có rất là nhiều tổ chức, nhiều đợt tập huấn và tổ chức vào tham quan mô hình cho hội viên vào tham quan mô hình để học hỏi và đánh giá là mô hình đấy đạt hiệu quả rất là cao đối với lại hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Với ý chí nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng bằng những việc làm thiết thực cụ thể, ông Phạm Văn Dưỡng và gia đình đang là địa chỉ đỏ để người dân trong xã Thanh Yên tham quan học tập, áp dụng vào thực tế. Ngày 24 tháng 10 tại xã Sa Lông, huyện Mường Trà, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 5 tháng 6 năm 2024, tại bản Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện Mường Trà, Công an huyện Mường Trà đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Thảo A Chìa đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 40 gram heroin. Tiếp đó, vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại khu vực bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Tổ công tác Công an xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ phối hợp với đồn biên phòng Sipafin phát hiện bắt quả tang đối tượng Giàng A Sinh đang tàng trữ trái phép hơn 140 gram ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ hành vi mức độ phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt Giàng A Sinh 16 năm tù giam, Thảo A Chìa 15 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.